Ok, mình chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình đang chơi ở trên bãi các bạn nhé. Đây, chơi bãi lạc các bạn ạ. Đấy, hôm nay thì mình không xuống biển chơi, nhưng mà hôm nay mình chơi trên bãi các bạn nhé. Bãi là gần ở đây các bạn nhé. Hẹn các bạn một ngày gần nhất mình sẽ chơi ở dưới bãi biển các bạn nhé. Đấy, và hôm nay mình triển khai chơi con vẹn trâu các bạn ạ. Đây, con vẹn trâu thì chuông D55 các bạn nhé. Đấy, diều thì trâu biển 3 mét các bạn nhé. Đấy, 3 mét 2. Rồi, bây giờ chúng ta triển khai chơi nào. Let's go. Đi bạn nhá. Rồi, bây giờ đã ra đến khu vực chuẩn bị bay rồi các bạn nhé. Hô lên. Anh chơi nhà đâu chút. Rồi. Đây, lèo đang hơi cao chút các bạn nhé, và đang các cầu thủ đang chỉnh lại lèo các bạn ạ. Đấy. Nó hơi lắc điều đấy. Như thế này là lèo cao các bạn nhé. Lèo cao các bạn chỉnh thấp xuống xíu nữa là ok. Đây, chuẩn bị đâm lần hai các bạn nhé. Giờ thì lên hán luôn rồi các bạn nhé. Rửa nó bị lụt ngược. Ui dông ơi, dông ơi. Bây giờ Hưng đang cầm 3m2 các bạn nhé. Này gió này thì bình thường thôi. Đá là mất luôn á. Nặng. Cào đây như đi này. Như vậy là diều đã chơi xong rồi các bạn nhé. Đấy, đang khám là cái bảng này các bạn này. Cao các bạn. Bây giờ chuẩn bị về lấy diều 5m2 ra bài tiếp nhỉ. Gọt. Bây giờ để gọt cái miệng sáo này các bạn nhé. Đi với lại con kia, lắp vào cái con kia để chơi 5m2 các bạn. Cái miệng này vừa bằng cái guồng các bạn. D15 15, 16. Đấy, mình chạy hết dây luôn rồi các bạn nhé. Bài hết dây luôn này. Gió hơi yếu trên. Gió trên cũng mạnh các bạn nhé. Gió dưới yếu bành bắn hết luôn. Hết dây luôn. 500 mét các bạn. Đang lấy con 5m2 để chơi các bạn. Tổ vãi đạn. Đang ra giày các bạn nhé. Sáo đang hoàn thiện các bạn nhé. Chà xuống nền này cho nó bằng các bạn nhé. Đây thì Bảo Khánh đang mang đi đâm các bạn nhé. Đang đứng lên trên cái đống bể trú các bạn ạ. Chạy đấy. Chạy đấy, chạy mạnh lên. Hehehehe
Gió mạnh hơn hôm qua đúng không? Gió mạnh. Lên mù mù lên cao rồi các bạn này, nhìn khó thấy lắm. Zoom. Đang về để cấp nước các bạn, cấp nước cho mấy cái bạn thả diều các bạn nhé. Diều đang lên các bạn. Đấy, đây còn diều tươi bóng các bạn. Bây giờ là còn trâu trọi các bạn nhé. Này, bánh quy. Xe lắc lưu à. Ăn hết đến mình đang. Ui hết gió rồi các bạn ơi. Thôi mình dừng đây, mình video tại đây các bạn nha, để kéo nhiều xuống hết gió rồi.